Miền Tây quê tôi xin chào các bạn. Hôm nay miền Tây quê tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái địa danh mới. Miền Tây quê tôi đang đứng trước một cái bia, gọi là bia Căm Thù. Ở đây là người ta lập một cái bia để mà tưởng niệm những người đã khuất do Pol Pot đã tàn sát 130 người tại xã Mỹ Đức ngày 4 tháng 3 năm 1978. Cái bia này thì nó gắn liền với một cái địa danh. Đây là ở đây thì cái địa danh là khu văn hóa Thạch Đồng, một nơi cũng rất là nổi tiếng ở ở Hà Tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây. Đây có một cái phòng vé các bạn, mình đã mua vé xong rồi. Bây giờ ta đi vào đây. Đây đã đưa vé cho chú bảo vệ rồi. Đường lên Thạch Đồng các bạn. Khu vực Thạch Đồng này là nó nằm ở trong một cái núi đá dựng cao. Bây giờ mình đi lên trên đường đi lên. Xung quanh người ta bán hàng lưu niệm rất là nhiều. Dép, giày dép, dầu. Chút xuống mua quả lưu niệm. Hai dãy hàng quà. Ủa, thì chính ơi, thì chính bà nghĩ sao vậy? Không năm này, không tí, nhiều người nó biểu tình cái lăng mà cũ con nói bà được vậy. Tiêu hả? Ừ. Cái, tiêu này cũng ngon lắm đó. 80 ngàn ký, còn trăm thì 100. Ờ, à, tí cháu mua. Đi xuống rồi, vác lên. Đúng rồi, tiêu này. Tiêu đây nhiều. Bao nhiêu cân? 80.000. Ngoài đó 80, ở trong là 100.000. Cái này là cái gì đi? Đây đường lên đây các bạn. Hai ba đường nào cũng lên được. Rồi, đã đến đường lên Thạch Đồng. Có hai con đường. Con đường bên phải thoai thoải hơn nhưng mà dài hơn. Đường bên trái này gắt hơn, như gần hơn. Dạ ua. Không có mua leo hết nổi. Để leo lên. Bắt đầu. Bạc à. Ơi. Sao mà chín bạc. Mẹ rồi. Rồi. 69 bậc. Đến cái sân rồi đó các bạn. Phía trước dưới chân thì người ta có làm một cái chỗ thờ Quan Âm các bạn, cho dân người ta tín ngưỡng vào đây. Bây giờ mình đi lên trên đây. Hãy
cổng chính nè các bạn. Chữ Tàu hết, chữ Hán. Ở trong này nhưng mà rất là mát các bạn, gió lồng lộng. Đây Kinh Trần, hang đá. Từ trên cao nhìn xuống rất là đẹp các bạn. Đây là những cái rào chắn như thế này để cho du khách họ đến đây họ tham quan. Ở đây các bạn tới các bạn xem rất là mát luôn. Nếu trưa nắng oi bức các bạn vào đây, gió thổi lồng lộng mát lắm. Những cái dây leo trên núi nó phủ xuống này. Quần thể đá chồng chất lên nhau tạo thành một cái động. Thạch động là động đá các bạn. Ở đây có những vết tích ăn mòn. Ta tiếp tục tham quan. Những cái ngõ ngách dẫn ra. Đây, đi vào đây. Lên cao hơn nữa. Đá nó chồng chất trên đầu các bạn. Phía ra, ra, ra phía xa. Leo lên. Ồ, chỗ mát quá. Lồng lộng luôn. Ở đây có một cái bảng. Mình thấy cái gì chẳng chịu đây không? Đây cũng vậy. Lên tốt chân cao. Mát lắm. Lối leo lên này. Một căn nhà thờ. Ở đây có điểm đặc biệt là người ta cấm hút thuốc các bạn. Vâng, đi xung quanh. Là
trên cao nhìn xuống rất là đẹp. Những cánh đồng đang cày chuẩn bị xuống lúa, phía xa xa là những ngọn đồi núi. Ở đây có một cái dốc sâu lắm các bạn, thẳng đứng luôn. Đây cực kỳ nguy hiểm, ở đây sơ sẩy bước ra là cực kỳ nguy hiểm. Cái gò này rất là thấp. Đây, bước lên chỉ có mấy bước là đến rồi. Rất nguy hiểm. Đây vết đá treo leo. Thấy chung như thế nào? À, các bạn thấy à? Treo leo. Ở đây không có thân, không có nhang. Cực kỳ nguy hiểm. Phía bên này cũng vậy, những vách đá nó nhô ra, mình đứng sát mỏm rồi các bạn. Đây, trở vào thôi. Hy vọng rằng các bạn có một dịp đến đây. Ở đây thì gần như là không có đường để lên trên cao nữa rồi, mà nhìn thấy đây. Điểm này gần như là cuối cùng rồi, không thể leo lên được nữa. Ở đây họ dưới, ở phía dưới thì có một cái nhà để thờ. Chồm hẳn ra vực được này. Mình lấy mình chồm ra cho xem. Cái chân mình là sát mấy vực luôn rồi. Treo leo. Rất nguy hiểm. Phía xa xa rất là đẹp. Hy vọng các bạn có một dịp đến đây để các bạn chiêm ngưỡng Thạch Động, một địa danh đi vào truyền thuyết của Hà Tiên hay là Hà Tuyên. Cảnh vật rất là nên thơ khi mà đứng nhìn từ đỉnh cao của Thạch Động. Xin cảm ơn các bạn đã thời gian qua đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Miền Tây quê tôi. Hy vọng rằng thời gian tới các bạn tiếp tục ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn. Lần này sẽ được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp gần nhất. Xin cảm ơn các bạn.